phim Phim Nhật á nha. khủng nhật, phim khủng nhật Rediga. Ok, bạn gái ơi, follow me. Ủa nãy giờ mình chưa cài shader luôn hả? Vãi. Ủa, cài shader rồi mà sao mình thấy nó không có giống shader chút nào vậy? Ok, mình sẽ Oh spawn ăn khủng long ở đây. Không, chỗ này không được, quá trời cây à. my god. Water Nên spawn ra ở đâu ta? Mình Dragon. thấy ở nhà mình là một cái chỗ gọng để spawn mà Zeroth Nó không, anh spawn kiếm chỗ nào rồi bự bon á. Em nói nó đúng một phát là nó hư luôn cái nhà luôn á. Ok, mình sẽ spawn ra cái con khủng long ở đây. Muốn tham gia không cô? Làm mấy lát làm xong cái này giới thiệu với mọi người cái mới tham gia. Tại vì mục đích em làm tập tập này để mà làm cái này trước mà. Ok mình đã xong rồi, bây giờ các bạn để ba cái này vô. Các bạn sẽ được cây pick beta với 500 dam attack. Trời ơi, nó bự vậy hả? Và boom. Nó Thì cái tưởng cây bự hơn chứ ai nhờ, nó nhỏ hơn con gì mà. Ủa một con chưa đủ phê đâu các bạn ơi, chúng ta phải hai con. Hai con bắt đầu sẽ cho nó ăn và nó sẽ đẻ thêm vài con ra nữa cho nó hư cấu. và bây giờ rồi mình không thành không cho thành lên thì khi mà các bạn ra cái này thì các bạn có thể biến thành cái cây thành cái cây slide này, nhưng mà nói chung là hai cái này đam vẫn như nhau, chỉ là cái cây kia nó y chang cái gì thôi. Ok Wow. TP qua banana. Ok bây giờ mình sẽ đánh bằng cái Mình đã chấp Guardian. hành nó rồi. Ủa sao mình đánh nó không vô vậy? Ok Đánh được vô rồi. chân á. Mình sẽ biến nó thành mình sẽ biến thành anh cơ húi. Mình sẽ đánh vô chân của nó. Mình nhớ cái đặc điểm là mình đánh vô chân nó sẽ, nó gọi là nó sẽ mất máu. Ghê. Ok. Ok. Mình sẽ bắn súng nước vô đầu nó. Ôi, con này cũng trâu vãi, mình nó đánh mình mất máu kìa. Ok. Ôi nó đánh mất máu luôn kìa. Đúng rồi. Em nói nó là Ủa mà boss đánh cho mà. một vô đam chứ. Trời Ê ơi, da, mày nó bưởi. quậy cái đuôi cái rồi chết queo luôn. Mày bưởi. Con này bao nhiêu máu đây? Ủa sao anh thấy đi chậm chậm phế phế vậy ta? Ta đang xài cái bộ đồ có feather flying thì anh phải đi bay chậm chậm, đi chậm chậm thôi chứ sao, anh phải có nước anh bay ngang ngang thôi. Đâu bài đâu. Bay ngang ngang thôi chứ đừng có đi chậm. Bay á. Ủa cái gì có gậy sấm sét xuống vậy? Nó thổi lên nó chỉ gậy sấm sét rồi đánh xuống ba. Ok Ok, tập này chúng ta sẽ tiêu diệt cái con Mozilla này thôi các bạn ơi. Mình thấy là cái người nó khá là đẹp. Ở trên giống như có khói thạch anh tím mà. Người làm ra cái con Mozilla này cũng hay phết. Ok, lại đánh nó vô bờ. Mình sẽ hù nó, hù nó. Đánh nó vô bờ bảo. Đang đánh. Trời Vô ơi, dùng ghê người quá, đó. trời đánh trời tối. Ủa em giết chết có hết con hả? Không. Sao còn thấy có con vậy? Con kia tuốt con kia kìa. Ok. Dạ, hơi thốn đó các bạn ơi. Anh thấy bận bộ đồ này nó phê phế á. Anh bận, anh không, anh bận bộ Super Hero một phát là anh chết luôn. Ghê à. Bộ Super Hero rồi nó không có đam nhiều. Ây da. Rồi mình đánh vô chân nó mất máu quá trời nè bạn. Ê sao anh đánh nó rớt xuống biển lại vậy? Em đánh nó vô bờ mà. Nó gần chết là nửa cây máu. Hai thằng. Ok, tại vì bộ này khi mà các bạn ráp ra được cái bộ của bằng da của con này á thì nó Đánh gọi nó là vô bờ nó sẽ bảo. không có cái rớt nhanh á, nên là các bạn sẽ di chuyển rất là dễ dàng hơn. Di chuyển cái gì? Anh cái bộ giáp của con này di chuyển dễ dàng hơn bộ Roja. Bộ giáp nào? Bộ giáp bằng da của con này. Ghê à? Em nói với con định giết con này ở tập sau nè. À, giờ anh chú quất luôn con này rồi. Anh dữ lầy quá. Ai quên, mình đang là bướm. Ây da, rồi đang quốc mình còn có tí xíu à, mình đang gọi là double vô. Con quốc ra. Ok. Ok. Ây da, nó không cho mình quýnh luôn các bạn ơi. Các bạn né né được cái đuôi của nó ra cái nha, cái đuôi của nó hay hất tung Đúng mấy. rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái đuôi nó bá đạo lắm. Nó hay hất tung lắm. Nó hay hất lên, hất xuống. Ây da. Các bạn đánh vô tay này nọ vô người nó thì nó còn đỡ, nhưng mà các bạn đánh vô cái đuôi của nó, cái đuôi của nó xoay qua cái là nát á, cái đuôi đào lắm.
vô đi. Mày bưởi. Trời nó hất anh ra hoài à, anh tiến gần không được Bảo ơi. Anh vậy em tiến gần được. Mà nó còn có xíu à. Ờ đang đánh đây. Còn 30% máu à, rồi anh đánh vô chân nó được rồi. Nó gần chết rồi. Đẩy vô đây. Đấy, đẩy vô, đừng đẩy ra nữa. Đẩy vô. Đây da. Trời nó hất anh ra nữa. Wow. Cái cây hên, tại vì cái cây kiếm của mình gọi là cây kiếm dài lắm các bạn. Là khá là ok. Rồi nó hất mình ra nữa. Ủa ai bắn lửa vô à? Em. Mày. Ôi, cái cây này của mình phế luôn không mình. Mày ơi bụi. Mày. Ây da. Gì thấy bụt lửa gì ra, bung lụa gì ra tùm lum kìa. Ây da. Đánh nó vô bò nào. Anh đang ngắm vô móng ngón chân của nó đánh đây. Xe ba gần sát xuống dưới. Ok. Mày với bưởi. Mày với bưởi. Yeah. Quẩy lên các bạn ơi, sắp được rồi. Chết. Nát. Chui nát rồi. Thôi em lúc nào cũng là cô tiên á. Thì cô tiên nó trâu mà. Trâu con khỉ. Máu trâu mà. Máu nó full cây. Ok. Nó còn có 10 giọt à. 10 giọt. Nãy giờ là 10 giọt thôi. Bây giờ đánh không được nó ta. Ây da. Bam. Ôi. Vãi đạn. Nó chân nó dưới nước sao anh đánh. Vậy đánh vô con chân. Đánh vô nguyên cái bàn chân á. Đúng rồi. Mình sẽ biến thành cái con phục lông nước. Và mình sẽ giết được nó. Ôi ôi. Rồi, con khủng long này á. Vãi gì? Khủng long nước đi đánh với nguyên khủng long chà bá luôn. Trời ơi. Nó đánh anh không à. Ây da. Rồi, mình đánh thêm một hit nữa rồi. Mình còn chắc mình khoảng một hit nữa nó chết á. Cái tài nó kìa, nó không ôi. Có. Ôi, không, không. One more có. One more hit. Ui. Mình sẽ biến thành Lisa, tức là cái con giống như cái con thằng lằn. Rồi xong rồi, chết đi. Rồi nó chết rồi. Ủa sao gớt ra đồ gì không? Có. Xuống dưới nước. Gì vậy? Xuống dưới nước. Dạ anh không thấy à Bảo. Xuống dưới nước. Ok. À đây rồi các bạn ơi. Scale, Mozilla scale. Quá giờ đồ. Ủa. Ôi gớt ra mấy cái mảnh thủy tinh gì luôn kìa. Mình chủ yếu là mình lấy cái Mozilla scale á. Để chế đồ đúng không? Đúng rồi. Cái đó làm được một bộ giáp đó các bạn. Rất là ngon. Anh đọc được một cái bộ giáp Unlimited Ultimate luôn. Unlimited nữa. Lại Unlimited. Lộn. Làm series đó hoài lộn series. Lâu rồi mà. Ờ lâu rồi. Dạ. Yeah. Cút ra khỏi đây. Ôi. Mình là cá sấu nên mình có thể thở dưới nước. Mình chết là nên con mình gì hết. Máu. Mình là con người nên mình không thể nào thở dưới nước. Ô được. Rồi à. Ôi. Ờ cái này Guardian. Ok. Ê, anh nghĩ chắc tập này đã già em làm cái bit baton chưa Bảo? Làm xong rồi. Rồi về nhà show anh coi đi. Thì thôi mình sẽ... Ờ lấy cái da xong cái đã. Lấy hết rồi. Hết chưa? Hết rồi, anh lụm nè, 18 cái nè. Rồi lụm 31 cái. Ok, bây giờ anh sẽ về nhà. Ok, xong. Ok, giờ là tập này mình đã giải quyết xong được cái con cái con mà gì ta? À, cái con mà Mozilla rồi các bạn. Một cái con khủng long rất là bá đạo và Zeroth đã giết chết con khủng long đó rồi. Zeroth là người hùng. Và mình nghĩ là cái tập này cũng đã dài rồi thì Zeroth cũng đã làm được. Ủa các bạn coi gờ đó Zeroth đó. Biến nhỏ lên cu. Cắt bút chân bây giờ. Thì Zeroth cũng làm được một cái cây Big Beta rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thích thì để lại một like, một subscribe ủng hộ cho tụi mình. Và đừng quên qua channel của Zeroth, subscribe ủng hộ cho Zeroth các bạn nha. Ok, nhớ chia sẻ video của tụi mình để tiếp những tập tiếp theo. Ok, và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, see you and have fun.